Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 8 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 20, đánh giá những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại kỳ họp. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban sở ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã có bài phát biểu khai mạc nêu rõ bối cảnh, tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp. Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thanh Hóa bước vào năm 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Với nhiều thời cơ thuận lợi, đan xen không ít khó khăn thách thức, trong đó khó khăn thách thức nhiều hơn và lớn hơn. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban bộ ngành, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề, tiếp thêm động lực để Thanh Hóa phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại kỳ họp quan trọng này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền gồm các nội dung sau đây. Thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và một số báo cáo quan trọng khác. Thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua 16 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, 3 nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn, thu chi ngân sách nhà nước, 3 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 4 nghị quyết về các nội dung quan trọng khác. Thứ ba, thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua chương trình giám sát năm 2025 và thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Tòa án Nhân dân, của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hai nhóm vấn đề, đó là việc quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả tài sản công dôi dư
nhất là trong xử lý tài sản công là các cơ sở nhà đất dôi dư sau sát nhập thôn, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và vấn đề hiệu quả, tính thiết thực của các đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực liên quan đến kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ đang được cử tri, nhân dân và đại biểu quan tâm. Thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các báo cáo, các tờ trình tại kỳ họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Từ thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, chất vấn đúng và trúng các vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm do Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trình bày cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và các cấp các ngành của tỉnh Thanh Hóa đã bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo phát triển. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh ổn định và phát triển. Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng vừa quyết liệt, cụ thể, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát, toàn diện, có tính chiến lược, lâu dài. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế, đồng thời nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Kỳ họp cũng đã nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 20 Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát sau tháng đầu năm 2024. Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, tăng cường dân chủ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực tiễn và nghị quyết của tỉnh ủy, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lựa chọn, xem xét kịp thời, đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng cấp bách để quyết định ban hành cơ chế chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, trong thời gian tới, tình hình quốc tế có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường.
đất nước ta bên cạnh những thời cơ thuận lợi tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Do vậy, cùng với cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 cũng như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cần kiên trì và quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, tập trung các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh gắn với huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch đầu tiên được xây dựng theo luật quy hoạch, sẽ tạo lập cơ sở quản lý để phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của biển đảo Việt Nam, trong đó có 18.000 km vuông diện tích biển thuộc tỉnh Thanh Hóa. Thứ hai, tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh Thanh Hóa. Thì báo với các đại biểu, hiện nay trong cả nước thì chỉ hơn 10 địa phương có cái nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Đây là một cái điều kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Thì tôi cũng đề nghị các đồng chí, qua hơn 2 năm thực hiện thì chúng ta phải tiến hành sơ kết cái nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cái cơ chế chính sách đặc thù để chúng ta phát huy những cái mặt đã làm, đồng thời có quyết tâm cao để thực hiện những cái việc còn lại, để khi mà 5 năm chúng ta tổng kết cái nghị quyết 37 này, để chúng ta xem coi những cái cơ chế chính sách gì để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để Thanh Hóa là tiếp tục phát triển vươn lên. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai có hiệu quả 10 cái luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong đó nhiều quy định liên quan trực tiếp đến người dân. Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung xây dựng quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo hướng chiều sâu, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là một cái ngành công nghiệp không khói của tỉnh, chúng ta cần đặc biệt quan tâm, có nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng gắn với cái du lịch biển. Đây là thế mạnh của Thanh Hóa, một trong những cái địa phương là có cái thế mạnh về du lịch biển rất là lớn. Tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng, tạo sự kết nối liên thông đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, triển khai các giải pháp quản lý sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
với đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng, chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, phải nỗ lực, quyết tâm thực sự, đoàn kết, thống nhất thực sự, dân chủ, công tâm vô tư, trên hết, trước hết là vì dân, vì nước, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Về hoạt động của Hội đồng dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh là cái phương châm hoạt động là trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng ta phải nâng cao cái công tác chuẩn bị cho kỳ họp, cái hoạt động trong kỳ họp, nâng cao chất lượng thẩm tra các cái báo cáo, rồi các cái thẩm tra về chuyên đề cũng như là hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, làm sao nó phải thiết thực, cụ thể, trúng đúng những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, chú trọng công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cái cơ quan có liên quan, là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thật sự là tâm huyết, trách nhiệm, trình độ, kinh nghiệm, uy tín, trí tuệ, bản lĩnh trong các công việc, sự chủ động, tích cực, khoa học, bài bản, sát với thực tiễn, đúng vai, thuộc bài, để làm sao nâng cao cái vai trò, vị trí, cái vị thế của Hội đồng Nhân dân trong cái hoạt động giám sát, quyết định những cái vấn đề quan trọng ở địa phương. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần sáng tạo tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2045 là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của tỉnh Thanh Hóa lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với tỉnh Thanh Hóa. Những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội là nguồn động viên to lớn và định hướng hết sức quan trọng để Thanh Hóa nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương.